Hãy chào mừng tất cả các bạn, Đam Mê Bóng Đá chúng ta trở lại sân Nam Sài Gòn. Hôm nay Đam Mê FC đụng với đội áo đỏ FC. Đội này của Tùng. Tiếng đi ra đang theo bám ở phía trên. Cặp tiền đạo hôm nay là Sơn Béo và Tiến Di Đan. Cặp tiền vệ trung tâm là Di Tú và Kim Sa Vi. Tiền dưới giữa Long Ramos, phải Thanh Nico và trái là Quân Thép. Thanh Nico để cho Quân Thép Kim Sa Vi, rồi Quân Thép bí rồi các bạn. Thép đẩy cho Di Tú, nhả về cho Long Ramos, ngón đẩy lên tới Tiến Di Đan luôn rồi. Di Tú kiểm sao đi, sút chăng không sút, không sút luôn bạn. Đã đảo qua tưởng cơ hội ngon ăn nhưng mà anh Kim Sa Vi lại chần chừ không sút. Mất cơ hội rồi các bạn, bóng đã ra hết đường biên cuối sân luôn rồi. Đường thép thành viên cầu cô chuyền xuống cho Sơn Béo, hơi khó, rất khó để đưa xuống người Sơn Béo. Kiểm soát đi, tiếng như thế vào tới luôn rồi. Wow, Sơn Béo không thể điểm được trúng bóng, cơ hội bỏ lỡ rất rõ rệt của đội Đam Mê FC. Các bạn đã chuyển thêm bóng nhanh nhưng Long Ramos cá bóng. Thép đá bóng hơi mạnh, không thể tạo cơ hội tấn công cho Đam Mê FC trong tình huống vừa rồi. Cường Thép lại phá một đường bóng ra ngoài nữa rồi, nhưng an toàn. Sút xa, đi sát con dọc rồi. Tiếng gì đây? Quá luôn bạn, quá tốt, đua tốc độ rồi. 5-5. Sơn Béo cắt đường bóng rồi bạn. Di Tú, Di Tú, Kim Sa Vi, Kim Sa Vi đang làm gì vậy? Mất bóng rồi bạn, rất ổn. Kim Sa Vi không xử lý bóng mà nhanh trong pha vừa rồi, bỏ lỡ cơ hội con ăn của Đam Mê. Long Ramos, Di Tú, Di Tú lại. Kim Sa Vi chuyền đường chuyền rất khó. Phạt góc vô. Mà đã phá bóng lên cho Tiến Di Đan. Di Tú, Tiến Di Đan quyết định đột phá vậy. Sâu vô rồi, vào rồi bạn. Pha đua tốc độ 5-5 mà Tiến Di Đan đã được rước rất tốt. Đưa bóng vào cũng thành đội áo đỏ rồi. Người rất có duyên ghi bàn của đội Đam Mê FC. Đường Béo chuyền vô cho Kim Sa Vi, đập vào người cầu thủ áo đỏ rồi bạn. Cầu thủ đã cắt được bóng rồi, đang làm gì đây? Sơn Béo, Di Tú chuyền cho Tiến Di Đan, đang quan sát Di Tú
hư nữa bạn. Của phô diễn kỹ thuật của Tú thời điểm. Bạn đang phản công nhanh. Lại đi. Ai Robin đã vào sân. Ai Robin sút vào các bạn. Robin nghe vừa vào sân đã ghi một quả cho Đam FC. Tỷ số được nâng lên 2-1. Thủ đội bạn đã trúng vào tay của Robin. Đúng rồi, theo sát tụi con đó. Đúng rồi. Cường Tép đã đá vào người của cầu thủ áo đỏ. Mình giác đẩy cho bóng vô thủng phía cô. Đỏ đỏ chúng ta không có thể gọi được số mấy các bạn. Tại vì gần như quyên đội, quyên đội của đội áo đỏ không có số bạn. Rất ngon sườn béo. Sút. Sút ra ngoài không? Tay tay. Vào luôn các bạn. Qua đá rồi. Chích bóng rất nhẹ nhàng. Của Kinsavi. Thẳng bơ bóng vào lưới. Tỷ số được nâng lên 3-1. Đó. Lại kìa. Đó, ừ. Không chuyển yếu quá. Khá là được. Thành Rico. Đấy cái pha bích có ghi quay không? Có, một cái rướng tốc độ đè rồi rất rất hay trong tình huống. mở màn cho mưa bàn thắng cho Đam FC. Robin sút ra ra ngoài nói đưa cho anh Tiến, anh còn chạy được, đưa anh Sơn sao chạy chuyển hết đây đây nhập môn hết nhập môn hết biên này và đưa cho Long nè, chạy cho thấy ghê vô luôn. Ôi ba sút vào của Thanh Đô Ha được quả đấy. Ba trái người ta được. Thằng kia nó phá chân nó bật lên cao, bay đỡ vậy đó. Sút ra. Thành Hoa không chạm được bóng. Trời đó, ửng đỏ ở phía quăng chân trời các bạn. Màu rất là đẹp các bạn. Cho ông lên trên 10 phút được rồi. Cái lỗi của Quân. Quân nó có lên trên rồi, Long Rama đã cắt bóng rồi. Quân Lập Sưng. Sưng đang dẫn bóng. Chuyền cho Thánh Đô. Hãy Robin. Quá chăng. Lập Sưng. Long Rama. Sưng diễn. Nguy hiểm quá. Móc bóng rồi bạn. Sân diễn quá hơi chậm trong tình huống vừa rồi. Phú Quốc cơ. Tìm sơ vi. Để vặt bóng được trong tay của thủ môn đội áo đỏ rồi. Sân diễn thẻ bóng qua khu vực cánh trái.
khá nguy hiểm. Không vào anh. Vào các bạn. Ai mới ghi bàn vậy? Hai các bên tiếp tục ghi bàn. Không trả lời mình xuất phát. Số được rồi. Lên là 42. Bạn đang triển khai bóng ở khu vực dưới. Rồi bạn đã cắt bóng rồi. Mình hơi bị mờ rồi đó. Kiểm soát vị, sút. Không vào. Rất tiếc của ông. À, hai lần không đúng luôn hả? Đây là những cầu thủ được kỳ chuẩn bị. Anh Tiến, anh Thanh, Cường, Lý Tú nè. Mình quay lại đi. Những lúc thì cũng ít sao một quả đá phạt cách khoảng 16-50 khoảng 17m và đứng trước bóng là Hải Hùng và Long Kim tiếp. Nó sát đi nè. Đó, em thường rồi xong đó, anh nữa đây. Dì Tú phải rút em được gượng ra cho Dì Tú nè, xuất xa nè, ra ngoài nè, ra ngoài quá xa, 6 điều vô luôn không vào. Xung lên chúng ta đi nhậu. Trời ơi, sân béo à. Hư nè. À, ngoài cái ngực của thằng kia đưa ra chứ không phải là tới 1 tiếng rồi không lẽ mình phải phạt góc. Này Tú xuống phong độ quá, Tú Kim vắng nhiều nên là cảm giác bóng không tốt. À, tiếng gì đang này qua nè, không qua luôn. Hướng sửa cánh của cầu thủ đội bạn.
cần thế. Vào ạ. Thỉnh thoảng ăn dưới cái chắc cái là bình thường thôi, chứ mình lương đã chắc thôi. Còn lại nó cần bao nhiêu nó qua được này. Chế cái gì mà mình lỗi quá. À, như tôi đã ghi bàn các bạn. Phát bóng vô anh đứng trước cùng. Đành mảnh lính quýnh không biết đợi làm gì nữa. Cuối cùng lại quyết định suốt tung lưới đối thủ. Đúng gọi là cột 2 thôi. Kìa. À, trời trời, bắt cho anh vợ Tú. Bắt cho anh tưng lên. Anh đấy. Vào luôn nè đó. Thấy sơn không? Đá phải đá nhược sơn vậy đó. Tú ngay cũng thành, nó bắt cái tưng cái banh lên, ổn ghê cho đó, chỉ cần dính là rồi. Nhưng rốt cuộc Sơn Béo đã ghi bàn. Anh ơi! Được! Ổn! Cường không theo kèm nữa nè. Đó! Quân ơi, chạy theo ông này đây! Đây! Long ơi, sao rồi Long ơi? Không ăn thì giữ hòa đây được, đến thua trái rồi phải lấy sạn lên, lúc đấy nó có người lên rồi thì mình hậu vệ mình phải lót dưới chứ, bây giờ mình chạy đua lên làm gì, lên đâu có được cái gì đâu, đâu có cái ham tất cả đâu. Tùy đội ra dàn coi nhau, thủ môn đã bị Sơn Béo quy hiếp một phải đá bóng ra ngoài, nó còn chống, có nghĩa là một cái cánh gì tu ở rất bền sút lên trời hết giờ, tỷ số rất đẹp 7 điểm.